Thưa quý vị, câu chuyện về người phụ nữ bị chính người chồng của mình đánh đập, bạo hành liên tục trong hơn một năm trời, ngay cả khi đang mang thai ở tháng thứ 7, đang là câu chuyện nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Hiện tại, chị đang được một mạnh thường quân tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cưu mang giúp đỡ nơi ăn, chốn ngủ. Cụ thể, những nỗi đau chị đã trải qua như thế nào khi bị người chồng thú tính hành hạ như thời Trung Cổ ra sao? Mới đây, phóng viên VTC Now đã có một buổi trò chuyện với chị Bùi Thị Tuyết Giao, 36 tuổi, quê ở Kiên Giang, nạn nhân trong sự việc này. Tao sẽ cho người về nhà, cắt bố mẹ mày, đầu tiên là mẹ mày, xong rồi bố mày, rồi hả con mày với lại em mày. Người ta treo ở cổng, còn không là tao hả chích sida với từng người trong gia đình mày cho chết trong nhục nhã. Xong luôn còn có nói là mày còn nhớ cái vụ giết cả nhà 6 người ở Bình Dương hay Bình Phước gì không? Tao sẽ giết cả nhà mày y như vậy. Bị bệnh, mẹ cũng bị bệnh nên là ông bà về ông bà sót. Những giọt nước mắt đau đớn, lo sợ và buồn tủi cho số phận của mình. Từng đổ vỡ một lần ở cuộc hôn nhân trước, những tưởng cuộc đời chị Giao sẽ hạnh phúc khi kết hôn lần thứ hai với anh Trần Văn Luân, sinh năm 1986, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Nhưng ngay sau khi vừa kết hôn, chị Giao phát hiện chồng mình đã có đến 2 đời vợ và 7 người con riêng. Chị và chồng sống chung với nhau chưa được 3 năm, thì mất đến gần 2 năm chị bị chính người chồng của mình sỉ nhục, đánh đập và phải sống trong đau đớn với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Qua là tôi đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh, còn Lương thì ở ngoài Hải Dương, xong rồi qua lời giới thiệu của bạn bè, xong rồi bắt đầu là hai đứa mới tìm hiểu, rồi có tình cảm với nhau. Là tôi chính thức về nhà Lương chung sống như vợ chồng là từ ngày 16 tháng 12 năm 2020. Xong rồi hai đứa gặp nhau, rồi xong trong quá trình tìm hiểu á, thì có tình cảm là bắt đầu là mới về sống chung. Nhưng lúc về sống chung thì do tình hình dịch bệnh nên là hai bên gia đình cũng không có gặp gỡ. Là chỉ có là ông bà ngoài đây gọi điện vào nói chuyện với lại ông bà trong kia. Rồi nói chuyện được một lần, rồi xong rồi hai đứa về chung sống với nhau. Thế là cái lúc mà chị quen biết anh Luân ấy, chị có biết là anh ấy đã có 2 đời vợ trước đó không? Không, lúc đó lại không biết. Lúc đó là Luân chỉ nói với tôi là Luân có một đời vợ và đã ly hôn và Luân nuôi 2 đứa con và có sinh thêm ở ngoài 5 đứa nữa về nhà nuôi. Thì chỉ biết như vậy thôi, thì tôi cứ nghĩ rồi Luân là người tốt và đàn ông mà. Chia tay vợ mà nuôi con rồi còn sinh những đứa trẻ ngoài về nuôi nữa thì cũng là một người có đạo đức để người đàn ông đáng để mình nương tựa. Nhưng đến khi về sống chung trong nhà một khoảng thời gian rồi bắt đầu mới phát hiện ra là 5 đứa con đó là con của vợ lớn. Thế thì cái khoảng thời gian mà chị phát hiện ra anh ấy lại có thêm một đời vợ nữa và 5 em bé kia là con ruột của anh ấy thì chị có cảm xúc như thế nào? Lúc đó buồn lắm, buồn tại sao là không nói thật với mình á. Nên thay là từ đầu đi cứ nói mà chuyện cũng đã lỡ rồi, thôi mình cũng chịu. Tại vì thấy bọn trẻ cũng thương lắm, cứ tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ là con của chồng hay là con của mình. Nhưng cứ nghĩ là mình thương bọn trẻ thì bọn trẻ nó cũng sẽ thương mình. Trước đây vợ chồng chị Giao từng mở một quán ăn nhỏ để buôn bán ở Hải Dương, nhưng vì dịch bệnh không buôn bán được nữa. Nên từ đó đến nay, vợ chồng chị Giao chỉ ở nhà vay mượn tiền để chi tiêu sinh hoạt và để cho chồng chị Giao nộp tiền chơi game online. Theo chia sẻ của chị Giao, số tiền chị đi vay đã lên đến gần 200 triệu đồng và chưa thể trả được. Nói chung là một phần là do sinh hoạt kinh tế gia đình, chi tiêu. Rồi một phần là luôn có chơi game. Nhưng mà tôi không biết là luôn chơi game đó là game gì. Chỉ biết là game online nạp tiền vào rồi chơi thôi. Là mọi cái khoản tiền mà chị đi vay mượn về là để cho anh ấy nạp tiền chơi game. Đúng rồi, nạp tiền chơi game với lại chi tiêu sinh hoạt gia đình. Vậy thì công việc chính của anh chị là gì ạ? Dạ hiện tại thì bây giờ tôi không có làm gì. Có khoảng thời gian trước á, thì lúc mới về với lại Luân á, thì tôi với Luân có mở quán ăn. Có mở quán ăn ở trên Hải Dương. Xong rồi do tình hình dịch bệnh á, nên là không có mở nữa tại vì lỗ rồi. Nên là không làm. Thì có vài tháng sau thì có lên chợ Hội Đô, có buôn bán hoa quả ở chợ Hội Đô nhưng cũng chỉ được một vài tháng rồi xong thì buôn bán không được nên nghỉ, nên đến thời điểm hiện tại là ở nhà không làm gì hết. Cả hai vợ chồng đều ở nhà. Đúng rồi, giờ ở nhà không làm gì hết.
anh ấy cũng không làm công việc gì hả chị? Đúng rồi, không làm công việc gì hết. Nên thời điểm hiện tại bây giờ mấy ngày hôm nay nó đỡ nhiều. Bần cùng hơn, khi trong nhà hết tiền, chị Giao lại phải đi vay mượn. Nếu vay mượn được thì không sao, nhưng nếu không vay mượn được, chị sẽ bị anh Luân đánh đập, hành hạ. Số lần bị đánh nhiều đến mức chị Giao không còn nhớ được. Nói chung là bây giờ là bị đánh nhiều lần quá rồi, nên là cũng không có nhớ là lúc nào nhẹ, lúc nào ấy nữa. Nhưng mà cái lần mà mình nhớ nhất là đánh bị nhiều nhất đó, là cái ngày 1 tháng 5. Đó là cái lần đó là vào ngày 1 tháng 5, là do anh mượn tiền không được. Rồi xong á, Luân mới nói là mày là đồ lừa đảo. Tiền mày hứa với tao là giờ nào, ngày nào là phải có. Chứ mày hả, mày nói là mày đi mượn tiền có, mày đưa cho tao mà mày không có đưa, vậy là mày lừa đảo. Xong rồi Luân mới bảo là con gái lớn ấy, rồi con gái thứ hai đi mua chai cồn. Xong rồi về, xong rồi Luân mới chói tay chói chân của tôi lại. Xong rồi đốt, nhưng mà chế lên mặt nè. Nhưng mà cồn nó không bắt lên mặt, nhưng mà nó cháy hết mi. Rồi xong rồi bắt đầu chói chân, rồi chế cồn lên chân, rồi chế cồn với sàn nhà. Rồi xong rồi đốt lửa, rồi cho chân vào, đốt. Nhưng mà nó cũng may là không cháy, chân nó không bị bỏng. Nhưng mà cái quần á, ống quần á, là nó bị xém lửa, nó bị cháy. Rồi xong rồi còn là lấy chai cồn với đó, tưới hết lên người, tưới hết lên. Xong rồi bắt đầu là bật quẹt á, bật lửa đốt. Nhưng mà không có cháy vào da, nhưng mà cháy hết ngoài áo khoác này. Không chỉ bạo hành người vợ đang mang thai của mình, khủng khiếp hơn, anh Luân còn đánh đập, hành hạ chính đứa con trai của mình vì nghi ngờ vợ ngoại tình với ông ngoại, vì cháu bé giống ông ngoại mà không giống bố. Tại vì thằng bé thì nó nhỏ, nhưng mà cũng có lần á là Luân á ném bé xuống ao, xong là chị cả là biết là chị cả nó vớt bé lên. Như lại có lần á là Luân đánh tôi, xong rồi lấy nước sôi trong bình giữ nhiệt á là hắt lên người. Nhưng mà lúc đó là đang ẵm bé Phi Long, xong đó là bé Phi Long bị bỏng chân á, giờ vết bỏng vẫn còn. Nên lúc đó rất là sợ, bây giờ đón được con về là vui rồi. Tại vì á, lúc mà tôi sinh bé Phi Long ra thì bé Phi Long rất giống ông ngoại. Rồi xong á, Luân mới có nói tôi á, là mày có ngủ với bố mày không, mà mày đẻ nó ra không giống tao mà giống thằng bố mày. À, rồi á, tôi mới có nói thì con cái mà nó không giống cha giống mẹ thì giống ông bà là chuyện đương nhiên. Rồi Luân mới nói á, là nó không phải con tao, nó con của thằng bố mày nên nó giống thằng bố mày. Rồi cứ thế mỗi lần mà Luân mà đánh tôi hay gì á, thằng bé mà ngồi yên thì thôi, thằng bé mà khóc á, là thằng bé cũng sẽ bị đánh luôn. Có mấy lần là Luân cũng đánh con bé nè, tát vào hai bên má con bé. Bị bạo hành như thế nhưng chị Giao chưa từng dám nghĩ tới việc sẽ ly hôn với chồng của mình vì bị giam lỏng trong nhà. Cuộc sống của chị Giao chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, không được tiếp xúc với bạn bè, người thân hay hàng xóm láng giềng. Đi đâu, làm gì hay gọi điện cho ai cũng phải làm dưới sự giám sát của anh Luân. Tại vì mình biết là mình thoát cũng không được nên là không có nghĩ tới. Thế là anh ấy cứ nhốt chị trong nhà vậy, không đi đâu hết. Đúng rồi, không có đi đâu hết. Nói chung là thỉnh thoảng cũng có đi chợ, nhưng mà đi chợ là đi cùng với Luân. Ở dụ như là Luân chở đi thì đi, còn Luân chở về thì biết là đi về thôi. Không có được tiếp xúc với người ngoài, không được nói chuyện với lối xóm. Chỉ loanh quanh trong khuôn viên nhà mình ở. Gia đình bố mẹ chồng của chị cũng ở ngay bên cạnh nữa. Đúng rồi, ông bà cũng ở cạnh. Vậy thì khi mà gia đình chồng biết chuyện là con trai của mình đánh đập chị như vậy thì có can thiệp hay là có khuyên ngăn gì không? Có, thời gian đầu thì ông bà có sang để can ngăn, nhưng mà càng can ngăn thì là tôi bị đánh nhiều hơn nên dần dần ông bà không sang nữa. Cái lần mà tôi bị đánh nhiều nhất đó là cái vào cái ngày mùng 1 tháng 5 năm 2023, là Luân dùng thắt lưng nè, rồi dùng dây nồi cơm điện nè, rồi dùng quả châu tròn tròn ở cầu thang nè, rồi xong rồi dây thừng, rồi xong cuối cùng là cồn nữa, cồn xong rồi cồn đốt, rồi xong là thêm một phần nữa là lấy cái cây móc quần áo á, để thẳng ra, xong rồi hơ vào bếp ga mini á, rồi xong là thui vào người á, tay chân nè. Đó là lần để đánh nhiều nhất. Ngày 11 tháng 5 năm 2023, vì trong nhà không còn tiền để cho anh Luân nạp tiền chơi game, anh Luân đã đánh đập và đe dọa sẽ giết chết chị Giao và gia đình của chị nếu không mượn được tiền về cho anh Luân. Quá lo sợ trước lời đe dọa và lần đánh đập mà chị Giao cho là khủng khiếp nhất,
Chị Giao và anh Luân mượn tiền của mẹ chồng để mua vé máy bay vào Sài Gòn cho chị Giao vay tiền. Vì không vay được tiền, chị Giao lo sợ sẽ bị anh Luân đánh chết. Nhân cơ hội anh Luân không để ý để bỏ trốn rồi nhờ bạn bè mua vé về Kiên Giang. Lúc đó là tôi vay mượn tiền không được nữa. Thì tôi mới nói với Luân đó là tôi nói thôi bây giờ tình hình là em không vay mượn được tiền nữa. Thôi giờ anh cho em về Sài Gòn đi. Rồi xong rồi về đó em đến từng nhà, từng người quen để em vay tiền. Rồi em có tiền rồi em đưa cho anh. Xong rồi Luân mới nói là vậy mày lo mày mượn tiền đi để bắt vé tao với mày về Sài Gòn. Rồi xong là cũng khoảng hai ba hôm sau gì đó thì tôi cũng vay không mượn tiền, không mượn được. Rồi xong á Luân mới có sang nhà mẹ chồng là mượn 2 triệu, vay bà 2 triệu. Rồi xong đó là sau đó là tôi với Luân là bắt vé về Sài Gòn là ngày 10 tháng 5. Là về Sài Gòn xong rồi đêm 10 tháng 5 là tôi về tới Sài Gòn là lúc là 1:30. 1:30 là sang ngày 11 tháng 5 á. Rồi xong rồi tôi với Luân mới ngủ lại sân bay xong rồi sáng tầm 9 giờ sáng ngày 11 tháng 5. Rồi tôi mới nói với Luân là thôi để em đi qua nhà bạn em vay tiền, xong vay có tiền rồi em đưa cho anh. Rồi xong rồi sau đó tôi mới qua chỗ ngày xưa tôi làm. Hồi trước là chỗ ngày xưa đó là trước lúc tôi quen Luân là tôi làm cái đó. Rồi xong sang đó xong rồi mượn vay tiền mọi người, nhưng hôm đó là mọi người không có làm tại vì chỗ làm có 2 chi nhánh nên là mọi người làm bên chi nhánh khác. Rồi tôi mượn tiền ở đó không được. Và Luân ngồi quán nước đợi. Xong rồi tôi mới mượn tiền không được nên là tôi mới ra tôi có nói với Luân, tôi nói anh ơi hôm nay mọi người không có làm ở đây, thôi giờ em với anh đi qua bên kia đó là em qua bên kia em mượn tiền tại vì hôm nay mọi người không có làm bên đây. Xong Luân mới có chửi tôi, Luân nói là mày lừa đảo tao, mày nói là mày đi đến từng nhà từng người mày vay mà tại sao bây giờ mày lại chỗ làm ngày xưa. Xong đó thì giờ em mới đến đây trước em vay trước rồi xong rồi em đến từng nhà mọi người em vay rồi có tiền em đưa cho anh. Thì xong á Luân mới chửi tôi, Luân nói là mày là người lừa đảo đó, bây giờ tao cho mày thời gian một tiếng mày phải bốc vé máy bay mày đưa tiền cho tao về, còn nếu như không á thì hả tao sẽ cho người về nhà cắt bố mẹ mày, đầu tiên là mẹ mày xong rồi bố mày rồi hả con mày với lại em mày, người ta treo ở cổng, còn không á là tao hả chích sida cho từng người trong gia đình mày cho chết trong nhục nhã. Thì xong á là chị cũng có nói cho nó thôi vậy thôi anh cho em mượn điện thoại để em vay tiền. Rồi em vay có tiền rồi em đưa cho anh rồi em với anh bốc vé đi về. Rồi xong sau đó Luân mới nói là tao cho mày hả từ đây đến 7 giờ tối hả mày hả trễ là đến 7 giờ tối hả là tao xử cả nhà mày. Rồi xong Luân còn có nói là mày còn nhớ cái vụ giết cả nhà 6 người ở Bình Dương hay Bình Phước gì không, tao sẽ giết cả nhà mày y như vậy. Rồi xong lúc đó tôi nghe tôi cũng sợ. Rồi xong rồi tôi mới nói là thôi vậy anh cho em mượn điện thoại đi rồi em vay tiền được tiền em đưa cho anh. Xong Luân còn có bảo tôi là mày quỳ gói mày bò dọc hết con đường này, mày gã hết những người đàn ông ở trên đường này, mày lấy tiền mày đưa cho tao. Còn nếu như không hả là tao giết mày ở đây, tao cắt cổ mày ở đây. Xong tôi nói thôi anh cho em mượn điện thoại đi để em đi vay tiền. Xong sau đó Luân mới đưa điện thoại cho tôi. Thì là tôi với Luân cãi nhau như thế. Xong rồi Luân mới đi cách tôi khoảng 100 mét. Rồi tôi có cầm điện thoại thì tôi xong đó đó là tôi bắt xe Grab, xe ôm công nghệ á, bắt Grab. Rồi Luân có quay ra nhìn Luân nhìn thấy, mà chắc có lẽ là nhìn Luân nhìn thấy cứ nghĩ là tôi đi vay mượn tiền nhưng tôi bắt xe. Rồi đến khi á là tôi bắt được xe thì cũng may là cái em xe Grab đó là cũng ở cạnh cơ gần đó luôn, gần cạnh tôi luôn. Xong rồi tôi mới lên xe. Cho lên xe thì tôi có nói với lại cái em xe Grab á là thôi em chạy nhanh hộ chị để chồng chị mà bắt được chị là nó đánh thì chết. Rồi xong cái em xe Grab đó nói là chị với chồng chị cãi nhau hả? Nó ừ. Rồi xong nó chạy nhanh hộ chị. Rồi xong bắt đầu là em xe Grab nói chung là cũng tội, em chạy bất chấp đèn xanh đèn đỏ luôn, Sài Gòn mà đường đông nữa. Rồi xong sau đó tôi qua nhà của một người bạn ở bên Bình Thạnh. Rồi xong sau đó là nói chung là đi là trong người không có tiền, là tiền bạn Luân giữ hết. Rồi xong qua đó bạn mới đưa tiền cho trả tiền xe. Rồi xong rồi tắm rửa ăn cơm ở đó rồi bạn bắt xe cho về Kiên Giang. Quá tổn thương sau 2 lần đổ vỡ, đến nay mong muốn duy nhất của chị Giao là nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng tàn ác.
May mắn khi quay trở lại Hải Dương để làm thủ tục ly hôn, chị Giao nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, anh Nguyễn Đình Chiến, mạnh thường quân ở Hải Dương, cũng là người trực tiếp hỗ trợ chị Giao một phần kinh phí và hỗ trợ chị nơi ăn trốn ở để chị yên tâm hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng thú tính. Công an huyện Hải Dương á, là có gửi giấy triệu tập nhưng lúc đó sợ lắm. Sợ là quay lại xong rồi không còn mạng đi về. Tại vì mình đã ở đây không ai bảo vệ rồi, bây giờ mình quay ra nữa thì không biết là bảo tính mạng của mình có bảo đảm không, mình có được đón con mình không. Xong đó là nói chung là cũng có rất nhiều người quan tâm, thì là mọi người cũng có giúp đỡ. Với lại là bên phía công an nè, từ lúc mà bắt đầu đi ra đây thì có bên phía bên công an nè, rồi công an huyện Kim Thành, rồi là với lại là bên hội phụ nữ nè, hội phụ nữ huyện Kim Thành, với lại bên hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương nè. Nói chung là hỗ trợ rất là nhiều về mặt đi lại nè, với lại hỗ trợ động viên về tinh thần á. Với lại anh Nguyễn Đình Chiến là mạnh thường quân, là người trực tiếp hỗ trợ cho tôi về việc là an toàn nè, rồi xe đưa đón nè. Nói chung là tất cả mọi thứ chi phí từ ở trong Kiên Giang á, đi ra đây, chỗ ăn chỗ ở chi phí là nói chung là mọi người giúp đỡ rất là nhiều. Thôi hiện tại bây giờ cái mong muốn của tôi là tôi được bắt con, thì bây giờ là mẹ đã về với con rồi. Thứ hai là được giải quyết ly hôn sớm. Rồi xong thứ ba là bây giờ là công an cũng đã vào cuộc rồi. Bây giờ là nhờ bên công an là xử đúng người đúng tội. Rồi xong sau đó là mẹ con tôi sẽ đi về quê, về Kiên Giang sống với ông bà ngoại. Vâng, thưa quý vị, việc hành hạ một người phụ nữ đang mang thai là điều không thể chấp nhận được. Ở vụ việc này, nạn nhân còn là vợ của người chồng ác thú. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng giải quyết và đòi lại công bằng cho nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Những diễn biến mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi.